Ricogi 18.1 đó, bất động sản nhảy múa đó. Đó, nhà kia xây mới con tí, bỏ còn nhiều đất nền không à. À, đất nền cỏ mọc không anh chị. Kế bên có tạm sạc xe điện VinFast nữa nè, ngay cái xăng. À, nhà phố khu đô thị mới, khu dân cư mới ở đây, coi gì đây, Midtown đó, một đoạn là Midtown, có một đoạn là có một cái khu phân lô bán nền đó anh chị. Đó, nhà cửa hai bên đường cũng khá bài bản ha. Đó, đường lên xuống nè anh chị, đất không có bằng phẳng, lên xuống nhé. Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan thành phố Uông Bí, là thành phố trực thuộc của tỉnh Quảng Ninh anh chị. Thì thành phố Uông Bí thuộc vùng Đông Bắc Bộ, thuộc tỉnh Quảng Ninh, gồm 9 phường và 1 xã anh chị. Thì thành lập ngày 28 tháng 10 năm 1961 thì thành lập thị xã Uông Bí. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2011 thì thành lập thành phố Uông Bí, là một trong những đô thị loại 2 năm công nhận 2013 anh chị. Đó, thì mật độ dân số là 472 người trên 1 km vuông, rất là thưa thớt anh chị. Thì tổng dân số 2019 có 120.982 người thôi, chủ yếu là dân tộc Kinh, dân tộc Giao, dân tộc Tày, Sán Diều và dân tộc Hoa. Đó, thì địa lý thì nói chung là thành phố Uông Bí thì nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ninh anh chị, cách trung tâm thủ đô 115 km về phía đông, cách thành phố Hải Phòng 30 km anh chị, và cách thành phố Hạ Long chỉ có 39 km về phía tây thôi. Thì em không nói nhiều về lịch sử hình thành của thành phố Uông Bí, mà em quay một số cái đoạn đường vào con đường đi vào thành phố Uông Bí anh chị. Thì ở đây cách trung tâm thành phố Uông Bí là 8,6 km theo cái quốc lộ 10. Thì đường quốc lộ 10 cũng khá là thông thoáng và khá là đẹp để vào trung tâm. Thì nói chung là Quảng Ninh thì đang với tỉnh Bình Dương, thì mỗi gọi là hai tỉnh có tới 4 thành phố anh chị. Thì Quảng Ninh có thành phố Uông Bí, thành phố Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả và thành phố Móng Cái anh chị. Ở đây là tổ hợp công nghiệp chế tạo máy. Thành phố Quảng Ninh là một trong những thành phố khá là công nghiệp rất là phát triển, cũng như là dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh rất là phát triển, đặc biệt là khu vực Vịnh Hạ Long. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị nhìn ngắm một số tuyến đường tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thì đây là vùng ven anh chị, vùng ven của thành phố Uông Bí, đô thị loại 2 nha. Ở đây là cụm công nghiệp Phương Nam anh chị, cụm công nghiệp. Đây là quốc lộ 10 nha anh chị, quốc lộ 10, cách thành phố 8 km. Trong Quảng Ninh là một trong những cái tỉnh đứng top về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Một trong những cái tỉnh có tới 4 thành phố. Ở đây là Hồng Hà, ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí anh chị. Xài thông thường trên quốc lộ 10 cũng khá là nhộn nhịp á. Chạy xe cũng khá thông thoáng anh chị. Đây có cái hồ dẫn vô quỹ bàn này sao đó, có cái hồ nước giữa, có cái
chị nhìn ngắm hai bên đường đi, hai bên đường, nhà cửa hai bên đường ở một vùng quen của thành phố Uông Bí nha. Đường cũng khá là thông thoáng, xe cũng rất là nhộn nhịp nhưng mà khá thông thoáng anh chị. Quảng Ninh là một trong những cái tỉnh có cái lượng khoáng sản rất là nhiều anh chị. Đặc biệt là anh chị nghe cái câu là hay nói là than Quảng Ninh đó anh chị, than Quảng Ninh. Đây là một trong những cái quốc lộ thông thương về Hải Phòng cũng như là đi ra thành phố Quảng Ninh, rồi xong lên thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái, nên là cung đường này cũng giao thương rất là nhộn nhịp anh chị. Đây cũng còn rất là nhiều đất trồng nông nghiệp. Ở bên kia trồng dừa với trồng cao khá nhiều ha. Đường vào trung tâm thành phố Quảng Ninh, hai bên đường thì những phong cảnh rất là hữu tình, rất là thôn quê ha, trồng dừa rất là nhiều nè. Thôn quê ha, chưa nhà chưa sang sát nhiều, nhà mặt độ còn nhà còn thưa thớt lắm, chủ yếu là hãng xưởng. Đây là cầu đen trên quốc lộ 10, cầu nhỏ xíu ha. Đây có cái bảng hướng dẫn nè, quốc lộ 18A 2 km, quốc lộ 18A 2 km. Đó, xa xa cánh đồng và núi, chuẩn bị vào trung tâm rồi nè. Phân lô bán nền mà sao chưa bán được nè anh chị. Đó, khu đô thị của thành phố Uông Bí nè. Đó, nhà mới xây có mấy cái nhà. Khu đô thị Rico Ghi 18.1. Đó, bất động sản nhảy múa đó. Đó, nhà kia xây mới con tí. Bỏ còn nhiều đất nền không à. Đất nền cỏ mọc không anh chị. Ok.
kế bên có tạm sạc xe điện VinFast nữa nè, ngay cái xăng. Sơm sơm lên rồi nè anh chị, đúng không? Nhà cửa bắt đầu sơm nè. Bắt đầu sơm lên nè. Thành phố loại 2 nha anh chị. Thành phố loại 2, ở đây là phường Phương Đông. Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí nha. Nhà bắt đầu sơm sơm lên nè. Trong bắt đầu nhộn nhịp rồi nè. Đó, vô trong nhộn nhịp rồi nè. Rẽ phải vậy. Rẽ phải vậy, 3 km là vô thành phố nè. Đó, nhà cửa bắt đầu san sát rồi nè anh chị. Đó, vào trung tâm nè anh chị. Đó, vào trung tâm nha. Đây là phường Phương Đông nha anh chị. Đó, phường Phương Đông. Anh chị nhìn ngắm hai bên đường xem cơ sở hạ tầng của thành phố như thế nào nha. Đây là dạng như chưa có gọi là trung tâm lắm, còn 3 km mới vào. Nhà cửa bắt đầu nhộn nhịp rồi nè anh chị. Đó, nhộn nhịp rồi nè. Cái khu phân lô bán nền đó anh chị. Đó, nhà cửa hai bên đường cũng khá bài bản ha. Đó, khu đô thị nè. Phú Thanh Tây hả? Ở trong là các khu dân cư anh chị. Khu dân cư ở trong nè, từng khu dân cư, cái đường bên trong là khu dân cư, ngoài là đường chính. Đó, hai bên đường anh chị nhìn ngắm nha, nhìn ngắm. Đây có trạm xe bus nữa nè. Đó, xe bus vô trung tâm, là chuẩn bị vô trung tâm thành phố nè anh chị. Đây có cái hướng đi nè. Đó, có cái hướng đi. Có đi chùa Ba Vàng nữa nè anh chị, 3 km chùa Ba Vàng nè, đó ngay Uông Bí nè. Đó,
ở đây cách Hạ Long 40 km. Đây là vô trung tâm thành phố nè anh chị. Qua trung tâm thành phố nha. Đó, bên kia cũng có khu đô thị rất là đẹp. Vincom nha, Vincom Uông Bí anh chị, kế bên là có khu đô thị. Kế bên có khu đô thị của Vincom luôn. Ở đây cách Hạ Long 40 km anh chị. Ra vào một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Uông Bí gửi đến cô chú anh chị nha. Đây là đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Đó, gửi đến cô chú anh chị nha, đường xá cũng rất là bài bản, đường chạy rất là im nha, mỗi bên hai làn xe. Đó, ô tô đậu ở trong cũng thoải mái nha. Đó, nhà cửa hai bên đường. Lúc này là gần 2 giờ rồi, lúc này gần 2 giờ chiều nên là cái mật độ xe ở ngoài cũng rất là ít. Ở đây cũng có những cái tòa nhà hotel rất là bài bản, xăng đầy đủ tiện ích, nhưng mà lúc này gần 2 giờ nên là rất là vắng xe anh chị. Đó, em chạy một số tuyến đường từ khu vực vùng ven vào đến khu vực trung tâm của thành phố Uông Bí, một trong những đô thị loại 2, thì gửi đến cô chú anh chị nha. Đó, cũng nhiều showroom xe nè. Đó, xe ô tô đậu hai bên đường, anh chị nhìn ngắm nha, đường cũng khá rộng rãi. Là đường Trần Nhân Tông nha anh chị, phường Yên Thanh. Đó, ở đây là phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Đường khá rộng rãi, khá thông thoáng nha. Ở bên đây là phường Thanh Sơn, bên đây là phường Yên Thanh. Đó, hai bên phường, cái đường mỗi bên đối diện là hai cái phường khác nhau. Đó, xe ô tô đậu hai bên đường cũng rất là bài bản anh chị. Hang Quảng Ninh, đó, nhà máy nhiệt điện xa xa cũng thấy ống khói ha. Giữa Quảng Ninh là có những cái nhà máy nhiệt điện. Chùa Ba Vàng anh chị, rồi đi Hạ Long nè, trung tâm thành phố Uông Bí. Đó, rẽ vào vào trung tâm thành phố. Đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn ngắm ở đây chủ yếu là cơ quan nhà nước anh chị. Đó, cơ quan, các cơ quan tỉnh ủy. Đó, các cơ quan tỉnh ủy thành phố. Đường rất là bài bản nha, trang trí rất là bài bản nha anh chị. Đó, đường lên xuống nè anh chị. Đất không có bằng phẳng. Lên xuống, lên xuống. Đây là cũng là phường Thanh Sơn. Đây là phường Thanh Sơn nè. Ở đó có hotel nè, nhìn ra cái bờ sông đẹp quá chị. Bờ sông. Ở đây một số tuyến đường chính ở Uông Bí nha.
Thần Bí. Đó, đây giờ dọc ra bự à. Và tiến đường này đi, khá to nha. Đường này là đường Trần Phú. Đó, đường Trần Phú. Đường Trần Phú, phường Quang Trung. Đó, đang đây xây dựng khách sạn. Khá rộng rãi ha. Đó, nhà cửa hai bên đường rất là bài bản. Nhưng mà buổi quay buổi trưa thì xe hơi vắng. Đó, đây là trường tiểu học Lê Lợi. Đó, ở thành phố Uông Bí nha. Trường nè anh chị, quảng trường nè, đó, quảng trường nè, đó, bên đây có sân vận động nữa nè, đó, đây có sân vận động nữa nè, rất là bài bản ha. Đó. Bên kia là khu đô thị đồi lắp ghép, đó, khu đô thị đồi lắp ghép. Đẹp ha. Qua tiếng phố Đinh Tiên Hoàng nha. Phố Đinh Tiên Hoàng. Ở ngay chỗ đây có quán cà phê nữa nè. Sân vận động đó anh chị. Đó, gửi đến cô chú anh chị nha, một số hình ảnh về trung tâm thành phố Uông Bí. Buổi trưa thì hơi vắng anh chị, buổi trưa hơi vắng. Trưa hơi vắng. Đó là một số hình ảnh về trung tâm thành phố Uông Bí gửi đến cô chú anh chị. Em cũng không đi hết thành phố đâu. Em tiện ngang em quay một số video, một số tuyến đường từ vùng ven vào trung tâm thành phố Uông Bí cũng gửi đến cô chú anh chị. Thôi video về thành phố Uông Bí cũng đến đây là kết thúc nha anh chị. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh thì em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.